vải nữa đấy. Nhưng mà phải lấy đi thùng vải đây. Đi điền. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì mình đang đón đoàn của anh chị em tại Hà Nội nhé. Các anh chị em, cô chú cũng hẹn rất là lâu rồi, từ năm ngoái cũng đã hẹn là về Lục Ngạn rồi. Thì hôm nay mình có dịp để đón các cô chú anh chị về thăm đồi và thăm gọi là hái đồi, hái vải tại đồi luôn. Đó thì các gia đình đã đầu giờ chiều ngày hôm nay thì đã về đây rồi, thì rất vui và xin gửi đến các anh chị các bạn một cái khoảnh khắc hoặc là một cái video ngắn vừa về cái vườn vải và cũng như là ăn vải, cho các anh chị ăn vải, trải nghiệm đồi vải nhé. Thế thì còn các cô chú anh chị em mà muốn về thăm đồi vải thì hãy liên hệ với mình nhé. Đó, cái đồi vải này cũng chính là cái đồi vải mà mình đã dẫn cũng như là đưa đón đoàn của anh chị em Sapa TV với Phạm Dũng Song Hỷ Bếp Trên Bản để về để trải nghiệm cũng như là ăn. Hôm trước thì về cái đây mấy hôm thôi nhưng quả nó chưa chín bằng hôm nay và chưa ngon bằng hôm nay. Còn hôm nay thì là ngon nhất và ok nhất rồi các bạn ạ. Thời điểm gọi là điểm vàng luôn các bạn nhé. Đó, xin mời các bạn. Đấy thì du lịch miệt vườn đấy các bạn. Có các đoàn các anh chị em ở Cần Thơ, Bạc Liêu thì cũng hẹn mình từ mấy hôm này chắc khoảng tầm 20. Hôm nay là 18 các bạn ạ. Thì sẽ khoảng tầm 20 thì các anh chị sẽ ra nhé. Đấy, các bác các anh chị nhìn rất là nhìn ngắm rất là phê các bạn. Thực ra thời điểm này cực kỳ ok. Chụp cái gì đây? Các cô chú lựa chọn cái chỗ vị trí địa điểm để ngồi. Chỗ đấy là râm mát rồi. Còn xong này sẽ lên trên đồi các bạn này. Đó, lên cái thung lũng đồi trên này, này. Chỉ có vải và vải thôi. Đó. Chưa hái một chút nào luôn nhé, hàng chục tấn luôn. Nếu có sức thì leo lên đến đỉnh luôn nhé. Đây là cái núi Châu Vàng, cái núi Mai Sơn mà gọi là trong truyền thuyết của quê mình đấy các bạn. Rất là đẹp luôn, mát lắm. Đấy, buổi chiều ngày hôm nay cực kỳ gió mát. Khí rất là mát mẻ và tuyệt vời của vườn thì thời điểm này là thời điểm rất là tuyệt vời cho tất cả các bạn, các anh chị, gia đình đến gọi là trải nghiệm hái vải ăn tại vườn luôn đấy các bạn. Đó, hái ăn thích tay, thỏa thích luôn các bạn ạ. Mình đưa đoàn đi thì ăn cũng đã gần như đi no vải rồi mà ăn rồi muốn ăn nữa các bạn ạ. Các anh chị thì đang ở phía dưới, mình thì lát sẽ mời các cô các chú sẽ lên trên đồi. Giá vải thiều chính vụ thì giờ đang đu đỉnh luôn các bạn nhé, trên dưới 30k. Đó, hàng thì rất là tuyệt vời, 35k các bạn nhé. Này, mời các bạn. Nhiều 12 giờ đêm qua nó bắt em đi bốc đá. 12 giờ đêm á? Ừ. Sao nhưng mà bốc đá lúc đấy đường mới thoáng à? Vâng. Làm vậy ỉa phân xanh phân trắng. Xanh đỏ tím vàng. Thế hả? Nhưng mà giờ em lại không xuống đường rồi. Nó 5 ô tô một tiếng nữa. Cho thêm gia vị vào mà ăn. Ôi mấy thằng này tao cắn cơm. Bây giờ đi dọc cái trục này thấy các cái xe nhưng mà xong thì nó lại không quan luôn mà. Vào vườn bây giờ hương vải nó ngào ngạt lắm các bạn ạ. Nó ngào ngạt luôn, nó rực rỡ luôn. Đó, còn bây giờ nếu có sức thì các bạn leo lên đồi phía trên kìa. Đó, cái đồi phía trên kìa. Đấy, còn những cây này là đã thu hoạch rồi các bạn nhé. Thành ra nó hơi sơ sát, còn phía trên này chưa thu hoạch này. Đó, chưa thu hoạch này. Ok chưa? À,
vườn của em mình đây thì đã xuất được khoảng 4 tấn hơn rồi. Còn khoảng mấy tấn nữa em? Lan ước tính khoảng còn mấy tấn này em? 4 tấn rồi mà ước tính thì còn khoảng gấp 4 lần chỗ đấy nữa thôi, khoảng tầm 15 tấn nữa. Đấy. Thế nổ máy đi. Đâu thử xem nào. Ô, vừa lấy cây xong á? Vừa lấy trên cây. Ô, hôm trước anh đi búng mà chẳng được nhỉ, quyến đỏ thế. Hôm Sapa TV lên cũng sai ở quyến. Nào. Sao lại nở dai nở mật là cái khốn nạn kiểu gì đấy. Nào xem nào, mít gì nào. Có con dao chiên rồi. Ôi, mít mật anh ạ. Mít mật thì phải rũ được ra chứ nhỉ? Ừ, mít mật nhưng mà tầm này chưa nẫu. Chưa nẫu, ăn cái này đỡ ấy. Ừ. Ôi, ăn này. Ôi ôi, có mũi không? Giờ lên cùng với cả nhà vườn thu hoạch luôn đấy các bạn. Đi thì mình đang đau chân đấy các bạn, nhưng mình vẫn cố đưa đoàn với cả đưa anh em đi. Còn anh đoàn thì vẫn đang nghỉ giải lao, ngồi cả nhà đang quây quần ở phía dưới bờ ao phía dưới này các bạn ạ. Quá là ok luôn. Cái dự kiến mà thu hết cái vườn này thì sẽ lên hết trên kia, phía trên kia nó cũng là chín muộn nên cũng rất là ok nhé, thu dần được, thoải mái luôn các bạn. Nên là cái quá trình thu hoạch nó kéo dài lắm, thoải mái cho các bạn các anh chị đến tham quan này, đến check in này, rồi hái vải này, chụp ảnh lưu niệm rồi quay video tại vườn, thoải mái luôn các bạn ạ. Ok. Đó. Của gia đình ạ. Đây là các thành viên trong gia đình và từ Hà Nội nhé. Vừa anh vừa giới thiệu là khán giả rất là hâm mộ trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn ấy. Năm nào cũng về Lục Ngạn để ăn vải, trải nghiệm vải. Đó. Dạ vâng. Năm nào cũng hy vọng là đón đoàn mình sẽ về mảnh đất Lục Ngạn để hái vải, ăn vải ạ. Vâng. Rất là tuyệt vời luôn. À, xin chúc cả đoàn vui vẻ. Nhà mình rất là ngon và ngọt. Và thơm và lại rẻ. Vâng. Dạ vâng. Gia đình đi trải nghiệm không khí các từ các ông bà đến các cháu đều rất hứng thú trong việc là thu hoạch vải và ăn vải tại vườn. Dạ vâng. Cái trải nghiệm mà các ông bà và các cháu rất thích. Dạ vâng. May mà tớ 70 tuổi vẫn ăn được nhiều vải lắm. Dạ vâng. Rồi đi. Rồi, cảm ơn anh. Đây này. Thế như vậy thì đoàn đã chuẩn bị chia tay nhé, lấy mua gọi là hái tại vườn, lấy về làm quà cho người thân này các bạn. Đó. Xin chào các bạn. Các bạn anh chị muốn thăm vườn vải đồi vải nhé thì hãy liên hệ với kênh Núi Đồi Lục Ngạn nhé. Mình sẽ đưa các bạn đến tận vườn luôn, tận đồi luôn để các bạn trải nghiệm hái vải ăn vải tại đồi rất là ok các bạn ạ. Xin chào các bạn. Các bạn hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0368 052 750. Xin cảm ơn.